Xin chào các bạn, hôm nay Video Shop sẽ hướng dẫn các bạn cách cân chỉnh âm ly có kết hợp mixer BF9900A để các bạn cân chỉnh nó không bị hú và không bị ầm. Và đây là phần mềm của mixer BF có kết hợp âm ly ở trong là BF9900A. Và đây là phần mic. Như ở clip trước mình đã hướng dẫn các bạn cách cân chỉnh Migo. Ba cần này vẫn là bass, hai cần kế tiếp là mic tiếng Trung và hai phần cuối là tiếng chép. Những phần bass mic chép này là tùy thuộc vào căn phòng, tùy thuộc vào phòng mình và mình xài thiết bị lo gì để mình cân chỉnh cho hợp lý. Còn hai cần cuối cùng là mic high cut và mic low cut, tức là ngắt tiếng chép và ngắt tiếng bass để cho nó không bị hú và không bị ầm cho Migo của mình. Alo 1 2 3 sáu bảy bảy alo. Thì cái này mình sẽ kéo lên hết thì nó cái độ khú và độ bass nó sẽ giảm đi và có thể là ngắt được tiếng ầm của bass. Còn phần echo thì mình sẽ cân chỉnh như thế này. Echo thì nó cũng có phần ngắt bass, ngắt tiếng echo. Đây, đây là volume micro, còn vào đây là ngắt tiếng chép của echo, nên chúng ta cũng cần kéo lên. Hello 1 2 3 sáu bảy alo. Alo 1 2 3 sáu bảy. Khi chúng ta ca lớn thì cũng sẽ không bị hú. Và điều quan trọng nhất là sau khi chúng ta set up ok thì cái tần số trên đây của mình là đang là 44. Thì mình chờ khoảng đây là max là nhỏ nhất là 44, lớn nhất thì mình chỉ cần tăng một số hoặc hai số thôi, vì chúng ta nếu để nhiều quá thì chúng ta chỉnh bằng tay thì nó sẽ lớn lên và có thể là gây tổn hại cho loa của mình. Và phần effect cũng vậy, đây chúng ta chỉ trừ hao là một nấc hoặc hai nấc thôi. Mình đang mở là 32 thì mình để khoảng chừng là 34 35 gì đó. Bên phần nhạc cũng vậy. Và cái này là sau khi mình đã set up cổ âm ly có kết hợp mixer BF9900A này với Migo là KB K9000. Alo 1 2 3 sáu bảy alo 1 2 3 sáu bảy. Còn phần nhạc thì như ở clip trước mình cũng đã hướng dẫn các bạn cân chỉnh. Đây mình sẽ mở một bài nhạc sàn cho các bạn cùng nghe thưởng thức cái công suất của âm ly kết hợp mixer. Mình đang sử dụng là loa Sumiko. Đây, loa Sumiko. Mình là đang là mở nhạc trên YouTube nhưng mà chất lượng âm thanh ra này là quá là tuyệt vời. Nếu các bạn đang sử dụng cái mixer có kết hợp âm ly bên trong của BF9900A thì các bạn hãy vẫn còn hú thì các bạn hãy cân chỉnh như mình đã hướng dẫn. Và sau đây Video Shop xin chào tạm biệt tất cả các bạn.